sản phẩm trang trí cây bonsai bằng đồng các bạn, có giá 100.000 đồng là đẹp không? Chợ đêm thành phố Cần Thơ Tết 2024, đẹp quá. Ở cây cây mai nha, đây cây mai kế bên nè, có giá là 1.800.000 bằng đồng ha. Cho các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ tối ngày 26 tháng 1 2024. Đây là khách sạn Sài Gòn Cần Thơ, khách sạn 3 sao, tuy nhiên khá là cũ rồi. Tối nay chúng ta sẽ ở đây, mình đặt trên trang Agoda, giá phòng cho hai người là 600.000 đồng bao gồm ăn sáng. Ở đây là cái khu vực cà phê của họ. Bây giờ chúng ta sẽ vô nhận phòng ngay khu vực Bến Ninh Kiều, gọi là 3 sao, mà 3 sao cũ lắm rồi. Sài Gòn Cần Thơ, số điện thoại của reception 0939002668. Rồi lên thôi, đi vô phòng. Ở đây có bán nước, nước suối Coca-Cola. Đó, cũ lắm các bạn nha. Được cái vị trí trung tâm thôi. Rồi, bước theo thang máy đi lên. Có tất cả là 5 tầng. Tầng 4 ăn sáng ngày mai. Rồi thang máy vô, đóng cửa lại. Quay cho các bạn xem, thấy chúng không mà đi bộ rồi, có tầng 1 quay cái thang máy luôn mà.
Rồi, chúng ta vô phòng nha. Thảm hơi cũ. Đây có nước nè. Cần Thơ mình ở rất nhiều khách sạn các bạn. Trong đó chủ yếu là dòng 3 sao, 4 sao. Còn đây là 3 sao cũ, vị trí thuận lợi. Phòng rất là rộng các bạn. Đó. Ở đây có cái tủ quần áo ha. Kế bên chúng ta sẽ có trà, cà phê, hai chai nước suối. Rồi chúng ta sẽ có cái đồ sấy tóc. Rồi. Chỗ để giày dép. Hai cái giường. Giá chỉ 600 ngàn đồng thôi. Có cái tivi cũ. Có hai cái ghế ngồi. Có một cái giếng lớn. Rồi máy lạnh. Sau đó chúng ta có cái ban công nhìn ra ngoài. Đây là đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Rồi chúng ta vô lại nha, vô khu vực phòng tắm các bạn. Nhìn phòng rất là rộng, rộng lắm. Ở đây có một cái đồ nấu nước, rồi lại có thêm một cái giếng lớn nữa. Rồi chúng ta vô đây. Đây là cái phòng tắm, gọi là tắm đứng nha. Và cái phòng này sẽ có một cái mùi nó hơi ẩm thấp chút xíu các bạn. Đó. Ở đây có cái bồn tắm luôn. Rồi 600 ngàn không yêu cầu gì nữa. Rồi nghỉ ngơi thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối. Là khoảng độ 9 giờ rưỡi tối các bạn ha, ngay khu vực bến Ninh Kiều trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều đó. Đủ sắc xuân luôn nha. Khu vực này có bán hoa Tết rất nhiều, sáng ngày mai chúng ta sẽ quay, còn bây giờ là sẽ không có thấy được gì đâu. Giờ chỉ cục đèn này thôi. Đây thần tài nè. Lắc lư lắc lư. Mai đào cổ. Mang chút chiếu không khí Tết của Cần Thơ về Sài Gòn. Ở bên Hải Thượng Lãn Ông thì những cái sản phẩm như thế này sẽ rất nhiều. Ok. Mười ngàn một cái bóp, anh em Sài Gòn ghé qua mua. Ồ, bao lì xì 2.000 đồng một cái. Hóa trang hả? Hoa Tết giá rẻ, không biết rẻ bao nhiêu. Bánh tét lọc lọc lọc. Vẫn là Sài Gòn đa dạng nhất các bạn, những cái sản phẩm này nha, nguyên con đường Hải Thượng Lãn Ông. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhớ rồi. Đây, em ở sạp nào? Không biết luôn. Cái thần tài lắc lư này bán sao em gái? Trăm mốt ha. Rồi, rồi, trăm mốt này. Giờ ai đi Bến Ninh Kiều gặp em gái này mua nha. Đây, 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 coi đối diện nè, đối diện nè.
Ở đây là đối diện là số 82 Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Rồi đó, đối diện đúng không? Rồi gặp em ha. Đó, rồi chào em. Rồi qua đây có một số cây này rất đẹp. Đẹp thiệt. Đây sản phẩm đặc thù bằng đồng. Ổ xoay luôn nè. 350.000 đồng. Ủa, cái này đẹp chứ. Wow. Ôi, cái này mua được đó các bạn, đẹp thiệt đó chứ. Ủa, làm đẹp đó. Toàn bộ bằng đồng không nhá. Bảy trăm năm mươi ngàn cho cái này, trời ơi. Ồ, giá được quá chứ. Cái này có 100.000 à. Cây nhỏ này dễ thương nè. Bạn sẽ nhiều ý. Cây này 1.1 triệu. Ồ, thế độ đẹp luôn. Anh trai bán nè anh trai. Ồ, thấy đẹp quá chứ, giá cũng mềm. Toàn bộ bằng đồng đúng không anh? Rồi, ngay số 82 Bà Trưng luôn. Sản phẩm đẹp. Ghé vô. Tay nghề khá quá trời. Này hoa đào. Nấu chín nửa ký 20.000 đây. Tàu qua mai mà. Tàu nấu chín 20.000 một ký. Củ lồng nấu chín nửa ký. Rồi 700k. Công bố giá rõ ràng luôn. Thoải mái quay. Đấy, 700.000 bên trên. Chụp cái hình nữa. Sản phẩm này của mình ở đây ở Cần Thơ hay là ở đâu? Cần Thơ làm luôn hả? Ok, để cho số điện thoại anh trai. 0922 163 386. Mình bán đây từ mấy giờ tới mấy giờ ha? Đã bán từ sáng tới 11 giờ tối. Bán từ sáng tới 11 giờ tối, coi như là 6 giờ sáng mở mắt ra bán hả? Rồi, ok, cảm ơn nhiều ha. Đây, nếu các bạn có ghé Cần Thơ, ghé qua đây. Số 82 Hai Bà Trưng. Đợt trước ở Sài Gòn có thấy cái sản phẩm này, nhưng mà lúc đó họ làm một cái cây rất là lớn mà giá cao. Không ngờ là ở đây có cái cây mai lại đẹp như vậy. Kể cả cái cành đào này cũng vậy nữa nè. Có giá là 650, rất dễ mua. Các bạn xem lại ha, một lần nữa. Xách theo một cây nhỏ mang về nhà, cây 100.000 đồng, dễ thương lắm các bạn. Đó, ai có ghé Cần Thơ ghé qua đi mua nha. Đây có thêm cây này nữa nè. Ôi, đẹp quá. Nó giống như cây đa, cây đề vậy đó. Hình tượng của Bồ Đề và Đức Phật. Vậy nãy anh nói là cái đó là nhôm si hả? Nhôm sơn tĩnh điện. Nhôm sơn tĩnh điện. Dạ. Vậy cái màu vàng bên ngoài là cái gì? Dạ, cái màu sơn tĩnh điện đó anh. Ờ, ok, là 3-4 năm đúng không? Đúng rồi. Tại 3-4 năm mà mới xuống màu là đến đây gặp đúng không? Đến đây đổi lại cây mới luôn. Cho cây mới luôn hả? Dạ. Năm nào cũng bán đây hết. Vậy hả? Rồi, lên kênh YouTube. YouTube. Khoảng độ 100.000 người coi á. Kênh của anh là tên gì? Lát mình bấm cho Lý Thanh Tùng. Bấm, đẹp quá. Bấm cái thằng. Đây, bấm cho. Để hợp tác làm ăn á. Dạ. Nói giỡn. Đó, có cái cây đó mình mua về 100.000. Nhỏ nhỏ hơn. Thích mấy cái cây lớn này lắm mà không giờ sao mang về được. Có cách nào mang về được á. Ủa, cái này ship về Sài Gòn được đúng không? Dạ được. Ok, suy nghĩ coi. Cô có cái cây mai này đẹp. Hồi nãy có cái cây mai nào mang mê không biết nữa. Tiền ship về Sài Gòn biết nhiêu nữa, đang suy nghĩ. Bao ship cho anh luôn. Ủa, bao ship nhiêu? Dạ. Ship này chắc đi xe thành bưởi quá hả? Dạ không, ship em đóng hộp rồi gửi shipper luôn à. Gửi shipper chạy về Sài Gòn hả? Đâu gửi theo xe được vậy chứ.
gửi theo xe Thành Bưởi là ra tới văn phòng Thành Bưởi lấy thôi. Ok rồi, thấy rồi. Ủa, đang suy nghĩ cái cây này. Đi qua quay ngược lại mua một cái cây về nhà 100.000 đồng. Sáng ngày mai ra lại khu vực này quay mai tắt cúc. Do bữa tối là quay hoa nó quay không có được. Chờ đêm vẫn chưa có sâm tụ lắm đâu, khoảng vài ngày nữa là bảo đảm. Rồi gì vậy, gì giống như tiếng pháo nổ vậy trời. Ok, đây là bữa sáng ở khách sạn Sài Gòn Cần Thơ, khách sạn 3 sao. Giá 600.000 bao gồm ăn sáng ha. Đó, bánh bao, xúc xích, rau luộc, cháo, bánh mì. Cái này chắc là lagu gà, đậu, mì, cơm chiên. Súp. Trứng chiên với hủ tiếu. Cảm ơn em. Đằng kia có bún chả Hà Nội. Nhìn xuống đường. Đây tô hủ tiếu. Trứng chiên, xúc xích. Rồi, hết. Sàn này có nước nóng lạnh, tốt các bạn. Áp lực nước khá là mạnh. Tuy nhiên là máy lạnh chạy rất ồn, chạy như là con bò vậy đó. Trời, tối hôm qua mình mất ngủ luôn mấy lần bởi vì cái tiếng của máy lạnh. Phòng cũ, do đó nếu các bạn cần một giấc ngủ ngon, mình nghĩ nếu các bạn hơi khó ngủ thì đây không phải là sự lựa chọn. Cái tiếng máy lạnh mà nó nghe ồn đó độ mà không ngủ được luôn, sợ thiệt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Safari Sri Lanka.